Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá thêm về thế giới của các loài động vật nhé. Vậy có bạn nhỏ nào muốn biết bé ếch con sẽ trải qua hành trình kỳ diệu như thế nào không? Ếch là một loài động vật lưỡng cư, có thể sống trên cạn và dưới nước. Đến mùa sinh sản, ếch bố và ếch mẹ sẽ tìm gặp nhau. Mẹ nó ơi, cả nhà ta mà có ếch con thì vui nhỉ. Sau đó, ếch mẹ sẽ tìm cho mình một nơi thích hợp để đẻ trứng. Những quả trứng nổi trên mặt nước như một khối bọt lớn. Một số quả trứng sẽ chết đi, số quả trứng còn lại sẽ phát triển trở thành nồng nọc và chúng vẫn sống trong trứng. Sau một thời gian, nồng nọc trong trứng đã lớn hơn và chúng phá vỏ trứng để ra ngoài. Lúc này, nồng nọc có thể bơi xa hơn để ăn rong và tảo. Xin chào, cậu là cá hả? Tụi mình có quen nhau không? hay làm quen nha. Không không, tớ là nồng nọc, chiếc đuôi này chẳng đẹp tí nào, ít lâu sau tớ sẽ mọc chân cho cậu xem. Qua thêm một thời gian, nồng nọc đã mọc ra đôi chân mới. Và rồi, nồng nọc đã mọc ra thêm hai chân nữa, hình dáng bây giờ đã bắt đầu giống ếch. Ê chà chà, hóa ra cậu là ế à, nhưng sao cậu vẫn còn chiếc đuôi kia thế? Vài ngày nữa, chiếc đuôi xấu xí này sẽ biến ngay mà trong thời gian này nồng nọc sử dụng chất dinh dưỡng trong đuôi để nuôi cơ thể cho đến khi chiếc đuôi ấy rụng hoàn toàn và bạn ấy thật sự đã trở thành một con ếch con và ếch con lại bắt đầu một vòng đời mới của mình